gì đó. Tôi hỏi là sang bàn tay là sao? Vâng, em cứ vào đi, em sẽ được thấy Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Thế chứ là sau một buổi sáng 4 giờ rưỡi mấy anh em chúng tôi đi thử thách ở chợ hải sản Quảng Ninh thì hai cậu bé kia gục ngã. Tôi chuẩn bị xong đồ để cho thử thách tiếp theo. Tôi chuẩn bị mặc xịt đeo và gọi để gọi là đây là hai người kém may mắn ngày hôm nay. Đây kém hơn. Đây là hai gương mặt thất bại. Đúng rồi, hai ông nhà cũng được, em được làm như vậy mà anh không nhận được rồi. Anh có muốn thêm một vợ nữa không ạ? Trời chết rồi, thôi chết rồi. Tôi đừng có bu đi nữa. Trời ơi, trên mạng nói tôi là chồng của Quỳnh nhưng mà là vợ cặp đít. Quá đúng rồi, tôi là vợ. Thì thứ 500 thì cảm nhận của em như thế nào? Dạ, nói chung là em cảm thấy cũng vui mừng. Bởi vì ban đầu em nghĩ là 500 ngàn là có thể mua được nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng là em bị over budget. Em mua một con cá 538 ngàn. Mà nó còn không phải con cá mà chương trình đặt ra cho em nữa. Rồi cuối cùng em cũng phải thua. Mà em cũng phải hát một bài ngủ một mình nữa. Hay ở lại với anh. Mà lúc đó em giọng em kỳ lắm. Em hy vọng là lúc đó là mọi người sẽ chỉnh lại cho em autotune các thứ đồ kia để cho em nở mày nở mặt với lại Hiếu thứ hai hoặc là cả gia đình em nha. Hay ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi. Vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu. Cảm nhận của bà con khi mà em hát á. Dạ, lúc đó là em thấy có một chị bận miệng cười nhưng mà em không biết là chị cảm thấy là kiểu giống như là chị chê cười em hay là chị thấy em đáng yêu nữa. Sếp với anh sếp cũng yêu bận miệng mất áo. Sếp đủ gì nó gắn đầu ra. Nhưng mà nói chung là phải nói là mọi người dễ thương quá, kiểu giúp đỡ. Rồi cho Lâm nguyên một cái vỏ quá đã luôn, vỏ hải sản luôn á, tặng cho em con cá mối nữa. Có cái bà kia bà có chồng rồi xong rồi Lâm ơi mới hôn tôi rồi chồng có chỗ Lâm ơi chị chưa có chồng có chồng rồi cho về chồng quýnh không? Ôi, chưa có chồng, chưa có chồng luôn. Trời ơi, tôi đã xong rồi. Ok, ôm một cái được không? Chơi luôn. Xíu nữa con chồng chạy ra tôi muốn tôi chơi. Ngày giờ chồng của tôi chụp hình rồi chồng cười đáng yêu quá đi. Nhưng mà anh Lâm có tìm được con cá theo đúng kịch bản không ạ? Trời ơi, ban đầu tôi đã phát hiện ra con cá đầu tiên luôn á. Nhưng mà nếu mà nó nhanh, nó chóng vánh như vậy thì thật sự cái kinh nghiệm đi diễn của tôi sẽ không có hình. Cho nên nói chị cắt lại dân không? Chị cắt lại dân không? Cứ xíu em đi một vòng đủ hình cái đại mua. Cái rạc ngựa 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 hái qua bắt bướm đồ này nọ giống cái gì giống cái con voi cho con rùa vậy đó, thỏ đó con mẹ thỏ hả hái qua bắt bướm đồ đúng rồi nghỉ ngơi đồ khinh địch hiểu không đó xong rồi lát cuối cùng nó ren để hết giờ chạy giờ không kịp luôn rồi xu cà rồi quay về cho một đống bạch tuộc mà nó còn xịt mực nữa. Đúng trời rồi, đúng rồi, ơi, nó xịt mực ra cuộc đời tôi đen mực mực vậy đó. Mực vậy ơi sợ. Mọi người cảm nhận bà con ở đây như thế nào ạ? Đó giờ thì Lâm cứ đi miền Tây nhiều lắm nữa, bà con miền Tây sẽ thương Lâm nhiều hơn. Chưa có ra ngoài phía Bắc nhiều. Tại vì Lâm sợ diễn ngoài đây á, ta không có nghe rõ được cái mình thoại như thế nào á, sợ thích mình á. Cho nên mỗi lần đi miền Tây nó rất là tự tin, còn ra miền Bắc đó Lâm gọi là hơi mực về và nhút nhát. Nhưng mà hồi sáng ra mọi người yêu quý lắm, mọi người biết Ngọc nè, Bảo Ngọc, biết Quỳnh Quỳnh. Có chị cái cặm cá nên chị nói là cho Bảo Ngọc, cho Bảo Ngọc. Cái tự nhiên thấy trời ơi, mọi người thương mình quá, chỗ nào cũng thương hết. Miền Bắc cũng thương, miền Trung cũng thương, và miền Tây cũng thương, chỗ nào cũng thương mình. Bởi vì mình hoạt động nghệ thuật gọi là quá chân chính, quá nghiêm túc, gọi là bác sống chết. Không dễ thương lắm á. Sáng nay có một cái cô còn nói là tôi rất là thương Lê Dương Bảo Lâm, tại vì hả tôi theo dõi Lê Dương Bảo Lâm từ xưa giờ là thấy hả từ những giai đoạn đúng rồi, đúng là cực khổ mà khổ, tôi rất là khổ mà tới bây giờ thành công. Công nhận người ta thương ông lắm, khán giả thương ông lắm luôn. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Đêm qua mọi người ngủ có ngon không ạ? Rất ngon, ngủ như chết luôn. Hai chị em hơi ít.
Hai chị thấy nhiệm vụ công mực như thế nào? Chị cảm thấy đấy là một nhiệm vụ tự sát, không bao giờ có một sao nào dành cho bọn chị. Chị cảm thấy bất công. Mà biết mùa không phải là mùa con mực á, mà lại đi câu lúc 1-2 giờ sáng thì là mực nó cũng chắc cũng ngủ luôn rồi. Những người chuyên nghiệp nhất cũng không thể câu được 5 con mực trong vòng 40 phút. Chị nghĩ đấy là một thách thức quá lớn với bọn chị. Chị sẽ xin ban tổ chức phúc khảo lại vòng thi mới cho bọn chị. Chị thấy như thế là không công bằng với những người đi chợ. Đúng không em? Đúng rồi. Vì những người đi chợ cố gắng thì sẽ được sao, còn bọn chị có cố đến đâu cũng không được sao. Nhưng hôm qua bọn chị cũng không cố làm. Nếu được thì hãy cho Ngân được sao cũng được. Theo Ngân, Ngân câu được một con bằng đây. Bọn chị đã đặt tên nó là Peter trước khi thả nó xuống. Không, như đây không phải, nó cỡ một rưỡi. Trông rất là xinh xắn. Trải nghiệm lần đầu tiên câu mực như thế nào ạ? Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Trải nghiệm lần đầu tiên thì cảm giác mì rất ngon. Mực hay không câu được, nhưng mà hai chị em rất đói thì lại được ăn mì bù. Ăn gọi là no bụng trước khi đi ngủ. Ăn ủ trước khi ngủ. Tại sao mình lại chọn đi câu mực? Vì chị tưởng nó dễ. Chị chưa bao giờ câu. Vì chị tưởng là ra ngoài biển mùa này, tại vì lúc chiều có chú kia nhắc bài bảo. Đúng rồi, có một chú lắm. Tự nhiên chú lại bâu vào, chú bảo là đi câu đi rất nhiều mực trong chồng đấy. Anh hứa với em được nhiều nha. Có cần câu nhà mỗi đứa phải được ít nhất con nha. Con hả? Thịt hết. Có người phải lửa cân. Chị đã từng đi câu chưa bao giờ được một con nào. Mấy chuyến rồi, nên lần này chị cũng nghĩ là thì mình thử vận may, biết đâu mình được, nhưng mà không được. Không may mắn lắm. Ngày ghi hình, cảm giác của mọi người như thế nào? Cảm giác của mọi người hả? Cảm giác em sao? Cảm giác của em hả? Ngày đầu tiên là chưa đủ mệt. Ôi, dễ chưa? Dễ chưa? Đúng là sức trẻ ha, nhưng mà anh Trường Giang mệt đó em. Dạ. Sau một ngày ghi hình, Isaac và Negip cảm thấy ai hợp dơ với mình nhất? Hợp rơ hả? Vẫn là người tình trăm năm của tôi là Liên Võ Lâm thôi. Isaac và Lâm đã từng nhậu với nhau rồi trong đám cưới Diệu Nhi rồi. Một khi mà đã trải qua một cơn nhậu với nhau xe bé bé rồi thì tự nhiên là tình cảm nó vô tình nó thấm thiết vậy đó. Cho nên nó đã có một cái tình bạn trước đó rồi, thì khi vào show này thì hai anh em kết nối cũng rất là tự nhiên. Còn đối với em thì nếu như mà nói về hợp rơ thì em thấy chắc là anh vẫn là anh Lâm với lại anh Isaac. Tại vì ấy là cái người đầu tiên mà em nói chuyện nhiều nhất lúc mà vô show là anh. Mà em thấy kiểu anh giống như là một người cho em cái năng lượng là kiểu muốn mình nói được những gì mình nghĩ, không có bị gọi là gì ta, bị ngượng khi mình nói chuyện với anh Isaac. Anh yes. Không muốn em ngượng đâu, cho nên anh cũng phải muốn em làm sao mà anh cho em cái cảm giác là em phải nói nhiều hơn. Yeah. Nhiều khi anh cũng muốn em nói càng nhiều càng tốt. Thực ra là cái đó sẽ là những cái mà khán giả thấy được khía cạnh của em nhiều hơn. Cho nên đừng ngại nói nhiều đi. Ok anh, dạ. Ừ, hãy xéo sắc hơn tí, chứ anh xéo sắc như Liên Võ Lâm vậy. Ba tính từ miêu tả đối phương trong lần đầu gặp mặt. Ba, tôi đã ghét cái vụ này lắm nè. Hai cái mà em thấy từ anh ngay đầu tiên gặp nè. Thứ nhất là ấm áp, thứ hai là tích cực. Cái tích cực là cái quan trọng nhất đối với em luôn. Ý là mỗi lần mà anh nói gì với mình là anh sẽ kiểu cho mình cái gì đó giống như là cái ánh sáng chiếu xuống. Chứ không phải là kiểu mà kiểu nói cho mình kiểu bị suy nghĩ mà mình bị hù á. Còn cái thứ ba là cái chê đúng không? Ờ, chê đi em. Không có gì để chê hết nữa đó, thấy chưa? Thiệt em không có gì để chê. Anh hỏi thì thảo mai lắm, đừng hỏi không hỏi nữa. Tới lượt Isaac miêu tả Negip với ba tính từ. Ba tính từ hả? Chết rồi. Chịu khó nè. Cảm giác mình giống như là mình đang bị bóc phốt vậy đó. Có tiềm năng. Thứ ba là sáng. Sáng, mặt đúng, mặt nó rất sáng. Nó công nhận. Lần đầu tiên gặp lại giống cho sao mặt này sáng dữ vậy. Cảm ơn anh đúng rất rồi. Nhiều. Tại sao anh không chê em từ nào hết vậy? Chê là nãy bữa không. Giờ anh đã chê rồi là em ít nói thôi. Thật ra là có cái để chê nhưng mà anh vẫn tích cực đó. Mọi người ấn tượng với điều rực rỡ nào nhất? Cái mà em thích nhất từ hôm qua tới giờ vẫn là cái chuyện mà mình đi chợ cá, chợ hải sản. À, đi chợ hải sản. Trời ơi. Thích chợ hải sản đúng không? Đúng rồi, nói thiệt luôn là chưa bao giờ làm á. Thí dụ như mà em có đi chợ với mẹ em là em đi 6-7 giờ sáng. Chưa bao giờ đi sớm vậy không? Chưa bao giờ đi sớm. Ý là mình được
gặp những cô chú mà mấy cô chú quá dễ thương luôn. Đúng rồi. Anh có thấy vậy không? Đúng, tại vì rõ ràng là do là hai anh em giống như anh Lê Du Bảo Lâm cũng có chia sẻ là đến từ miền Nam, chứ thật ra là cũng thật là chưa quen lắm về văn hóa của miền Bắc, miền ngoài, ngoài đây. Nhưng mà thật sự là khi mà đến chợ hải sản Quảng Ninh sáng nay để mua sắm thì ba anh em bị hú hồn ấy, tại vì mọi người thân thiện quá, mọi người yêu mến anh em quá trời và rất là nhiệt tình nữa, có nghĩa là đúng. Mua mà còn cho thêm không ạ? Dạ đúng rồi. Cho nên là con người Việt Nam bất cứ đâu đều rất là tuyệt vời. Nhưng mà đi Isaac thì Isaac thích theo một cái là cái thử thách mua nước tối qua. Mua nước. Tại vì đó giờ mình chỉ được ngồi xem thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được trực tiếp tham gia để biểu diễn cái loại hình nghệ thuật có thể nói là lâu đời và gắn liền với văn hóa Việt Nam mình như múa rối nước. Thực sự đây là một trong những cái loại hình nghệ thuật rất quan trọng Việt Nam. Ai sẽ cảm thấy là tự hào nha. Có nghĩa là mặc dù biết là mình làm chưa tốt lắm nhưng mà cảm thấy là vui khi mà có khán giả ngồi xem ủng hộ, cũng như là mình được các cô chú gọi là gạo cội trong cái loại hình biểu diễn nghệ thuật này, truyền đạt rất là nhiều những cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm mà các cô chú tích lũy trong rất là nhiều năm. Ai sẽ nghĩ là một trong những cái sự may mắn khi tham gia hành trình rực rỡ của Ai sẽ. Mọi người hãy chào kết và kêu gọi khán giả xem chương trình đi ạ. Nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu sâu thêm về cuộc sống riêng tư của cả hai chúng tôi, lạc đề rồi, không hề riêng tư, có nghĩa là nếu muốn mọi người muốn gọi là theo dõi hành trình của các anh em chúng tôi trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ thì mọi người hãy nhớ đón xem những cái điều thú vị sẽ được gửi gắm đến tất cả mọi người trong chương trình lần này, và hy vọng là mọi người sẽ yêu quý anh em chúng tôi nhiều hơn và cảm thấy yêu thích chương trình và lan tỏa chương trình đến với tất cả mọi người nha. Thì cảm ơn rất nhiều, bye bye. Má theo trường dịch, khóa vô, máy vô trước. Máy đâu? Vô. Đi. Vô mình đồ này luôn à. Ráng lên. Bé ráng nói nhiều anh em mà em suy nghĩ cái gì đó mới lạ. Đúng, không có bám bệnh chị. Giống như rap á thì em cần nghĩ câu mới không, đúng không? Dạ. Thì em nói chuyện cũng vậy. Em chọc phá, em chọc ghẹo, em tìm cách em ghẹo người này ghẹo người kia mới được. Xong rồi ghẹo không được, chọc Lâm nè. Lâm là người á chụp miếng và dạ, sẽ có cái sự reaction với em. Anh Giang nhiều khi ảnh lo tổng thể em mệt, còn anh Lâm thì đã chọc ghẹo ổng. Dạ. Nhưng mà nhiều khi anh cọc anh quýnh á. Coi như chị chưa nói gì đi. Rồi, hết. Ôi lạnh. Bây giờ thật sự là Ngân rất chua nha em. Em chua lắm. Em mặc bồ này cho ba cái game rồi. Quá trời. Đây tôi ngồi mà ăn lẩu Thái luôn. Ba cái lẩu. Ba cái lẩu. Lẩu không bây giờ. Ở đây không phải lẩu Thái, lẩu măng chua. Măng chua. Thấy không? Được cái điểm nha, tức ghê không? Kiếm khác coi, đang bị điểm đó. Lẩu Thái, măng chua. Rồi, tới cái là gì nó bị điểm. Thấy không? Dù em phải nói không, đó. Không Ngân không phải ăn chua mà là chao. Đúng, mà là không phải, em nghĩ chỉ là bò nhúng giấm. Thấy không? Khán giả có coi và khán giả có nghe nữa. Ý là dạ cho em nó mới còn gì ấy. Nè, những cú này sẽ lấy gì hiện hình nè. Non thiên. Non xanh mà nước biếc. Bánh nhập mày, chéo. Sao cái cây cáp keo đến bị nghiêng? Hay là họ phải làm như thế? Anh làm cho em mượn nha. Yeah. Anh không nấu. Ơi, trời hồi nãy em mua cái quạt xong cái em tặng cho ban tổ chức luôn rồi. Em giật lại. Một xíu nữa em giật lại để em dụ cho mọi người. Ê, em đợi lên nó chua quá này. Anh đang ủ chưa? Đang hấp dầu trong này. Nên bạch sản ở đây về hả? Nó có cái mùi mà dầu gió của mấy cô. Bà đẻ. Em tâm sự gì đi. Tâm sự gì? Cuộc đời em có gì sóng gió chưa? Sóng gió em có rất nhiều sóng gió. Ví dụ học xong 12 em làm gì? Học xong 12 là em đi học đại học được 2 tháng. Tại vì em
tại vì em đi xa quá, với lại em đi học em bị đụng xe hai lần. Em mới 2 tháng mà đụng xe 2 lần. Là em chạy em có mở mắt không bé? Em đi học sớm, em bị một bạn em chở là lúc đó là nó cũng buồn ngủ, xong là tụi em bị té một lần. Còn một lần là em tự té. Có sao không? Dạ, có chứ chị, có sao nhiều luôn. Cho nên là em mới cảm giác là không hợp. Là học đại học bao lâu? Ủa gì đi học mà té xe cơ mà. Là cái không hợp học. Em ơi. Không phải. Nguyên hiệu sản luôn rồi đó. Cái đó là do ý thức mình vô tình, vô ý, mình buồn ngủ quá chứ không phải là không hợp. Dạ, nói chung là kiếm lý do thôi. Rồi sau khi mà nghỉ học xong thì làm cái gì? Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. À, là cái lý do mà, ý là lúc đó là em nghỉ học, là em có gặp mẹ em hẹn mẹ em ra cà phê nói chuyện. Là hai mẹ con ở chung với nhau hả? Dạ không, ý là bé lúc... kể khó hiểu quá, càng em càng khó hiểu. Là khoan, là lúc gia đình em mà có giống như là có những cái buổi gặp gỡ nói chuyện nghiêm túc á, là em sẽ hẹn ra cà phê, tại vì ngồi trong nhà rất là hầm. À, sao mình không sắm máy lạnh cho má mình? Wow, là nghiêm túc là phải ra cà phê. Ở nhà là sẽ bị cảm giác gia đình. Đó, nó bị tù giống như nói chuyện tâm sự thôi. Dạ, đúng rồi. Mẹ em đồng ý không? Mẹ em đồng ý, mẹ em nói là mày làm như là... Nói chung là từ đầu là mẹ em biết em không thích học đại học rồi. Yeah. Nhưng mà em vẫn cố gắng đi học. Biết sao rồi, tao hẹn quá cà phê mà mẹ không dám quýnh. Ở nhà là cô không mình. Sao bị quýnh? Đúng. Sao bị ăn cỏ lông gà liền? Không, nhưng mà tính ra mẹ em tiến bộ á. Tại vì cũng chịu lắng nghe những cái tâm sự của con và những cái ý thích của con á. Dạ. Mẹ em với em đáng lý ra là thật sự ra là không hợp nói chuyện với nhau. Bình thường em với mẹ em nói chuyện với nhau cỡ 10 câu là cãi lộn liền. Hàng chi phải ra quán cà phê chứ ở nhà mới không có chuyện, phải không? Dạ. Tới công chuyện với mẹ. Em biết sao em hay cãi lộn với mẹ em không? Dạ, tại sao ạ? À? Tại vì mẹ em còn sống á. Anh không có mẹ mà. Anh Giang ơi, anh làm em điếp ngang. Anh nói nghiêm túc. Hồi xưa chị cũng vậy. Dạ không, ý là em... Cái chuyện nó xảy ra với em 3 năm trước rồi. Cho nên ý là sau này em mới nhận ra là mình không có cần phải cãi ba mẹ làm gì nữa. Thật ra ba mẹ mình muốn mình tốt thôi, em hiểu không? Dạ. Tập đúng không? Nhưng mà cách truyền tải á, đúng rồi. Người lớn với người nhỏ khác nhau. Nói gì nói chứ ba mẹ cũng chỉ thương con thôi. Dạ. Nên ráng thương ba mẹ nhiều hơn. Yes. Chơi ba mẹ nhiều hơn. Đúng rồi, dạo gần đây là em chỉ dành thời gian với gia đình. Đi từ từ thôi. Ôi đây là anh đây. Mày đi. Nặng quá. Ê, cố lên. Mặt anh Giang hớp luôn kìa. Mặt anh hớp lại thật luôn. Mặt anh đang hớp luôn anh Giang. Anh có muốn mỗi người một viên không? Lên chứ đi. Để anh sẽ lên được. Thôi, không, chờ em bảo em sẽ chờ anh. Chờ, em phải đi phía sau anh. Đây mới gọi là tình đồng đội. Mọi người thấy không? Nhờ chuyến đi này mà chúng ta gắn kết hơn, yêu thương nhau hơn. Trời ơi, thật sự nha, mặt lưng như bảo Lam đã vi lai rồi mọi người. Vi lai được không? Đất vi lai mình xoay nghiêng qua đi ạ. Vâng, thấy đất cạnh vi lai Liên Bảo Lam chưa? Cái cằm nó du ra. Quá trời đây. Rồi bây giờ lên đây là cái đầu sữa là biết liền. Tại vì nó đưa ra quá, hiểu không? Bình thường là người ta còn nghi, cái thằng này không biết nó có sữa hay không. Lên đây thì đây không còn nghi ngờ gì nữa. Không còn nghi ngờ nữa. Tôi sửa mũi động cam nữa quý vị. Tại thì chúng tôi đã đi gần tới rồi. Chỉ còn mấy trăm bậc thang nữa thôi. Nhưng mà nó hơi dựng đứng tí. Tôi vẫn thấy là ok và chúng tôi yêu quý nhau hơn. Phải nói là lúc mà bình thường thì không sao, nhưng mà lúc mệt rồi thì một cộng tóc cũng làm thêm nặng nề ha. Đúng. Bởi vậy mấy người mà chơi thể thao người ta mới... Cắt tóc. Không phải. người ta cột thêm những cái vật chì vào chân á. Ủa ai biết tưởng cậu đâu. Để cho lúc người ta thi thật người ta nhẹ hơn. Đúng rồi. Ê, dạ, tụi mình chụp tấm hình đi. Selfie. Nó selfie luôn. Sao sao tụi nó hay nè. Selfie tấm hình. Sáng ở đây nè anh làm. Đúng đúng. Rồi vào. Ok. Rồi ok. Rồi mình đi luôn. Cố lên. Xong chưa anh?
Thôi cứ đi, vậy cứ đi, anh cũng mệt, anh cũng nghỉ nữa giờ. Trời ơi, giống đây du ký quá vậy. Giờ cứ đi liền thôi. Anh có đi mời đồ hành trình hả anh? Ê, con hào quang tỏa sáng phía sau tụi mình kìa. Trời ơi, đẹp quá à. Hoàng phim cổ lên. Đẹp lắm nha, 1, 2, 3. Rất đẹp luôn, 1, 2, 3, không thể đẹp hơn. 1, 2, 3, 2, em hơi hơi tung dung quá. Rồi, ok. Đó, xinh nha, 1, 2, 3. Rồi, xin cảm ơn ba. Rồi. Thằng này chụp không? Dạ không. Chụp đi con, không có đầu nào lên đây được đâu. Ê, Khải đứa mình chưa chụp. Thôi, lên lên lên, lên quay, sụp nắng rồi. Sao phải đi, sao phải đi. Ê, sao mình cứ mê tôi vậy? Tôi mê lắm. Thôi. Phải có hình có like. Có hình có like. Thôi, 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 thôi. Thì có hả lợi dụng ảnh của tôi nữa. Đúng không? Hơn. Hơi nghéo rồi đó. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Sắp tới nơi rồi. Cố lên nè. Cố lên. Cứ như bước, ôm chặt đất nước. Cho tim nồng thêm tình yêu quê hương. Hành trình rực rỡ, để lòng ghi nhớ. Quê hương Việt Nam biết bao tự hào. Hành trình rực rỡ, ôm lấy sắc hương.